Nhân kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng 3 tháng 3 năm 1959, 3 tháng 3 năm 2024 và 35 năm ngày Biên phòng toàn dân 3 tháng 3 năm 1989, 3 tháng 3 năm 2024. Chiều ngày 1 tháng 3, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh Hoàng Thị Thanh Thúy cùng lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh đến thăm tặng quà và chúc mừng các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh, gồm Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tràng Riệt, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Sa Mát ở huyện Tân Biên, Đồn biên phòng Vàm Trắng Trâu ở huyện Châu Thành. Tại các đơn vị, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh Hoàng Thị Thanh Thúy chúc mừng và biểu dương những đóng góp của cán bộ chiến sĩ các đồn biên phòng trong công tác bảo vệ, giữ vững an ninh trên tuyến biên giới. Nhân dịp này thì thay mặt cho Đoàn đại biểu Quốc hội và các đồng chí đại biểu Quốc hội thì tôi cũng xin gửi lời trước hết là cảm ơn các đồng chí thời gian qua đã hoàn thành rất là xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ trên tuyến biên giới. Cái thứ hai là thay mặt đoàn thì tôi cũng xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể các đồng chí. Chúc các đồng chí là trong thời gian tới thì luôn luôn là mạnh khỏe, an tâm công tác, luôn luôn có nhiều tiến bộ trong học tập, trong rèn luyện, trong hoàn thành nhiệm vụ. Các đồng chí cũng, thông qua các đồng chí thì cũng gửi lời thăm hỏi đến toàn bộ cán bộ chiến sĩ của đồn. Chúc các đồng chí là luôn luôn là đạt được nhiều thành tích và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo các đồn biên phòng cảm ơn sự quan tâm động viên của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đối với cán bộ chiến sĩ nhân ngày truyền thống của ngành và hứa sẽ tiếp tục quyết tâm đoàn kết, nỗ lực không ngại khó khăn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.